Trời đang mưa anh em ạ. Đấy. Vừa về nhà anh em ạ. Hôm nay mình phải đi tiêm vaccine. Đấy. Vừa về nhà này. Đây anh em nhìn trời lại vẫn đang mưa. Thì nay mình định đi mấy chú cháu định đi một lúc sáng để tranh thủ về làm Bugatti đấy, nhưng mà hiện tại là trời mưa này, với lại trời mưa thì cái này cũng khoảng độ 9 giờ rồi, 9 10 giờ rồi anh ạ. Đấy, với lại là phải ngồi tiêm xong là phải ngồi ở đấy nửa tiếng này. Nên là hiện tại là vừa về nhá. Đây, vừa thấy người cho anh em xem. Đây anh em nhá. Rồi, mình sẽ quay camera. Đây. Đây anh em nhá. Chú có cảm nhận gì khi vaccine về không? Vừa tiêm xong cũng thấy trong trắng. Trong trắng. Sao mà đứng lên đi một lúc là ngồi một lúc rồi đó. Hồi hôm qua mình vừa mới làm xong cái phần gì vậy? Cái gì vậy? Tức là cái này thì mình chắc hôm nay vẫn chưa làm nhiều anh em ạ. Thì anh em thông cảm nhé, hôm nay mình đây cái vlog cập nhật tình hình thôi. Nhiều anh em ạ xem lần đầu cũng nghĩ bọn mình đây là kênh chính thì vừa đi tiêm về, người ta là người phải nghỉ anh em ạ. Đây nhưng mà cái này sẽ chuẩn bị làm. Trời mưa to quá, không biết ổn không. Vâng. Ơ chú mở cho các bạn xem cái phần mà gì nhỉ? Giới hạn cửa đây. Thì nhiều bạn thắc mắc mà thì hiện tại là cháu muốn cho các bạn xem luôn đấy. Hơi ổn anh em thông cảm nhá. Đây. Giới hạn này anh em nhìn xem. Anh nhìn cái khe chưa? Tức là cái cửa còn phải chỉnh sửa nhiều ấy. Tức là phải làm cho đẹp lại. Nhưng mà cơ bản đây cái form nó này anh em nhìn này. Đây mình mới đặt cái thanh giới hạn ở góc góc này này. Đây. Tức là cửa nó mở tới tầm này thôi anh em nhá. Thì nó không mở nữa. Thì sau này bị sơn xe nó đỡ bị xước sơn đoạn phía trước này này. Đấy là ý kiến của anh em rất là nhiều. Thì mình cũng vừa làm xong rồi tối ngày hôm qua anh em ạ. Đấy. Có cái gioăng lắp vào đây đấy. Có gioăng cao su nữa. Tao nghĩ là phải có gioăng cao su ấy. Đây mở hết cỡ rồi đi hả? Vâng. Ướt hết người anh em ạ. Mưa to quá. Hôm qua bọn mình đang nghiên cứu cái phương án là làm cái phần phần đổ xăng này này. Với lại hôm qua là cái cửa này bị kích nhá, thế là phải mất một thời gian khá là dài để sửa lại cái phần cửa này này. Cửa này đang đóng chặt, đang hàn bằng composite đó kia này, mình không mở ra anh em nhá, anh em thông cảm nhá. Còn ở bên này thì chú đang mài qua lại. Thì mình vừa về nghỉ ngơi một lúc đi thì sẽ bắt đầu vào công việc anh em ạ. Thì đấy. Kẻ xanh chưa? Dạ. Kẻ xanh đâu, kẻ xanh tiêm vaccine đâu. Kẻ xanh á. Đấy, chú mở cho các bạn xem. Lại bổ mình có phép đề, chúng mình chưa không cho xem. Anh em ạ, vừa đi tiêm vaccine về. Nói đây chung đây mới là mũi 1 thôi. Rồi. Mũi 1. Mũi 1 á, mũi 1 à. Ô vậy mũi 2 mình mang gãi tấm đi chú. Mũi 2 thì cầm giấy này đi. Vậy á? Cháu tưởng cái đấy này à, ừ đúng rồi, tiêm chứng nhận. Mũi 2 cầm tiếp giấy này đi để tiêm vào mũi 2 người ta mới có cái quyền sổ. À. Quyền sổ á? Có một quyền sổ tiêm chứng nhận tiêm chủng là tiêm đủ 2 mũi đấy. Vậy mình mới tiêm một mũi, ba giờ tiêm mũi 2? Gần tháng á. Gần tháng rồi, mình rồi cháu tưởng tiêm về là xong rồi. Không. À, tiêm xong mũi 2 là mình có chứng nhận là mình được đi đi đây đó à? Được đi đây đó à. Ờ, hay nhỉ. Ở đây thì không biết, nhưng mà khắp nơi thì người ta có tên ấn ở trên sổ thông tin. Ôi, chú đâu? Đấy. Tấm của chú đâu? Nó về rồi đi. Không về rồi á. Gật đi ngay đi. Chú mình được đi trước anh em ạ, mình phải ngồi chờ. Có đấy mọi người xếp hàng nhốn nháo ấy là phải chờ cứ chen lấn cái đấy cất đi cẩn thận. Ê, cháu tưởng là gì cơ anh em ạ. Ê, hôm nay hôm nào giờ đi tiêm lại thì mang đấy đi á. Thì anh em có tiêm cái này chưa? Mình hôm nay tiêm cái này. Nói chung là cái dịch bệnh này thì tiêm được là cái tốt anh em ạ. Không biết vaccine như thế nào, tức là vaccine thì để mà được lưu thông ra thị trường thì không phải đơn giản anh em ạ. Sẽ phải có cái đánh giá các kiểu rồi. Nhiều anh em lo sợ vaccine ở Trung Quốc các kiểu, nhưng mà mình là Sinovac, à Sinopharm. Vậy vaccine Vinocell. Vinocell là của hãng Sinopharm. Sinopharm á. Ừ. Thì dạng này được 75% à. 75% gì? Đáp ứng được 75%. Ừ. Còn là Sinovac thì là kiểu chỉ được có 55% thôi. Cái này tốt hơn mà. Để tốt hơn hả? Vậy là ok rồi. Đấy, trời đang mưa khá là to anh em ạ. Còn bây giờ thì công việc đầu tiên trong ngày hôm nay có lẽ là chúng mình đang làm phần khung chắn bùn ở phía sau này.
tại vì cái này làm khung trước đi đấy, tại vì trời nó khá là tối chưa quay được anh em ạ. Thì mình tiến hành là xử lý lại cái kéo cắt này hôm trước mua về, thì nhiều anh em cũng bảo là mình phục hồi lại sơn sửa lại cho nó ok, cho nó gọn gàng anh em ạ, chống dỉ sét này. Đây, hôm trước mua cái kéo này về thì nhiều anh em cũng bảo là mua được giá hời anh em ạ, đấy rẻ luôn đấy. Nói chung cái máy này thì dùng nó cũng an toàn hơn là dùng mình dùng các con máy cắt anh em ạ. Đấy, bên này mình sẽ mài qua đi, chú mình thì làm cái phần chắn bùn nhé. Đây, mình sẽ để tạm máy quay ở góc này nhé. Để mài thì có mấy cái chép thì đã để lâu đấy. Và cái sơn năm các bạn thì nó khá là đẹp đây này, thì cho nó khô tức làm sơn làm vậy thì nó sẽ đỡ bị sét rỉ đấy. Đây, cái kéo cắt mà anh em mình mua hôm trước là 1,1 triệu nhá. Đấy, một tạ, đúng một tạ luôn anh em, 1,1 triệu. Thì nhiều anh em ủng hộ cho mình ý kiến bảo là mình phải vệ sinh nó lại ấy. Thì ngày hôm nay bọn mình vừa đi tiêm phòng về là chưa chúng mình bắt đầu làm cái phần khung kia rồi, thì chiều có lẽ sẽ nghiên cứu làm. Nhưng mà thôi, mình úp tạm về lớp gọi là nói chuyện với em một chút vậy nhé, tại vì mình thông báo là tại vì chưa làm được, là lý do là vậy. Đây, chú mình thì đang cắt cái phần chắn bùn phía sau còn lại này nhé. Đây anh em, hôm nay mình úp vừa clip hơi muộn tí tại vì vừa rồi đi tiêm về muộn nhá anh em thông cảm. Tiêm về muộn chờ lâu lắm, xếp hàng đông lắm, chờ lâu. Cái này cũng hàn cái khung to như hôm trước chứ. Hàn cái khung không thì nhưng mà cái vành này sau nó to hơn vành trước này. Vành này sau anh em to hơn trước này. Vành trước còn nhỏ hơn chút. Nhưng mà gì như nhau. Nhưng mà cái kéo kia thì cái này sơn nó vậy nó đảm bảo hơn. Tức là mình chưa định sơn đâu anh em, nhưng mà hôm nay là cái này vừa mới đi về chưa có cắt được ra cho anh em xem, như làm một xe cho anh em xem ấy, thì mình sơn tạm mới đấy. Đấy cũng là công việc anh em, đấy là công việc, mình làm cái gì việc thì mình làm đi. Cắt cái thanh ngang ấy. Thanh ngang, cắt thanh ngang của hàn đi. Ơi, con lấy quần áo đi về là đi trong lúc này. À lấy chìa khóa đi. Nó vừa đi với xe đạp về à? Hả? Đi xe đạp hay là xe đạp à? Xe đạp vừa mang cái áo mưa cho nó đi. Trời, mưa to quá. Cái này các phải chờ chiều khô mới khênh vào chú ạ. Nhờ chiều khô mới khênh vào anh em nhé. Đó. Thôi, con lấy chìa khóa trong này đi. Ở xe đấy. Anh em đoạn cửa nhé, đoạn cửa này là chưa được này. Anh em khu vực này hôm nay mình chuẩn bị nghiên cứu là làm cái phần hông gió ở đây, hông gió chỗ này. Đó, phần cửa này nữa. Tại vì hôm trước mình làm mới gọi là đủ cái nguyên lý hoạt động nó thôi anh em. Ừ. Cái này làm cái khớp cửa này, anh em nhìn ra. Đoạn này là vẫn còn rườm rà lắm, mất phải mất một tuần nữa. Khu vực này, xong rồi mình chỉ lấy vòm vòm lên trên nữa này. Rồi, chỉ lấy vòm nữa này. Cửa nó ok. Đấy, hai bên này chỉnh cái vòm này, thì cái vòm này nó sẽ chỉnh nhỏ nhỏ lại chút anh em ạ, thì nó ôm theo cái kính của mình ấy, làm nó nhỏ nhỏ lại thôi anh em ạ. Đấy,
Còn phần kính mình chưa làm anh em, kính thì có nhưng mà chưa làm, tại vì là cái kính thì mình sẽ phải để khi làm hoàn thiện hết phần body mình mới làm kính được. Nếu mà làm trước thì nó sợ nó hỏng ấy, nó không phải hỏng mà là tức là mình sợ va chạm vào chảy xước các kiểu, nên là mình chưa làm được phần kính em nhé. Đấy, ok, có lẽ chiều mình sẽ bắt đầu làm. Hôm nay thì sai dự kiến, tức là ở chỗ mình nó thông báo là ngày kia, ngày mai, tức là hôm qua nó ngày kia thì ngày mai mới đi tiêm vaccine, nhưng hôm nay nó thông báo lại là hôm nay tiêm được rồi, để cho đảm bảo công việc của nhân dân, nên là đi tiêm nên là bị nhớ lịch làm xe, anh em thông cảm nhá. Đấy, hôm nay một cái clip mình lên mình chia sẻ với anh em như thế. Ok, cảm ơn em mọi người theo dõi clip này. Đây là cái clip vlog thôi, nói chuyện hàng ngày mọi người nhá. Anh em thông cảm chút, tại vì đây là vlog thôi. Sợ nhất là những anh em mà lần đầu xem lại bảo là bọn mình quay không làm xe. Nhưng mà đây là kênh vlog mọi người ạ. Mình dựng kênh lên theo ý kiến của tất cả anh em yêu quý của mình, chứ không phải là tự nhiên mình dựng nhá. Bye mọi người, hẹn mọi người clip tiếp theo.